Lên lầu cho ba. Gọn gàng rồi đó. Con nè, sao bà để ý từ hồi mà con đi học về tới giờ mặt con bí xị à? Có chuyện gì kể ba nghe đi. Dạ ba, mà sao mấy đứa bạn của con á, đứa nào cũng có mẹ có ba đưa đi học, còn con thì không có. Ba đã nói con rồi, là mẹ con á hồi xưa là đi định cư với ông bà ngoại, rồi đợi khi nào mà con đủ 18 tuổi á thì mẹ con sẽ bảo lãnh ba với con qua với mẹ con luôn. Ba, nhưng mà sao lúc đó mẹ không cho ba con mình đi chung luôn vậy ba? Hồi xưa là cũng định cho con đi chung, nhưng mà sức khỏe con yếu quá, sợ qua bên đó khí hậu lạnh con chịu không có nổi, con bệnh nữa, cho nên là đợi khi nào con đủ 18 tuổi thì mẹ sẽ bảo lãnh ba con qua ở chung với mẹ con. Dạ, nhưng mà ba, hồi đó đến giờ ba chỉ cho con có hình mẹ thôi, chứ con đâu có được nói chuyện với mẹ đâu. Đỡ mẹ hết thương con rồi sao ba? Trời đất ơi, sao con nghĩ kỳ vậy? Nghĩ vậy không được nha không? Nè, mẹ con rất là thương con, nhưng mà vậy nè, tại vì mình ở Việt Nam, mẹ con lại ở bên kia trái đất, giờ rất khác nhau, làm sao nói chuyện được? Sao mà khác nhau ba? À, ví dụ như vậy nè, ví dụ như là bên mình là ban ngày đúng không? Thì bên mẹ con là ban đêm, hoặc là bên mình ban đêm thì mẹ con là ban ngày, thì làm sao mà nói chuyện điện thoại được? Dạ, nhưng mà không biết khi nào con mới được nói chuyện với mẹ nữa. Thôi được rồi, bà tính vậy ha. Để khi nào mà mẹ con gọi điện thoại về á thì ba sẽ đưa điện thoại cho con nói chuyện, thì con chịu chưa? Dạ. Nhưng mà với một điều kiện là con phải không thật giỏi thật ngoan thì mẹ con mới vui lòng được. Dạ, con biết rồi. Biết rồi hả? Vậy là vui rồi phải không? Dạ. Vậy nè, ba nấu cơm rồi, bây giờ ba con mình vô ăn cơm, chịu không? Dạ, vậy tí ăn cơm xong, bạn lên cho con rửa chén nha. Rửa chén hả? Dạ. Rồi rửa chén xong rồi ba còn chén ăn cơm không đó? Trời ơi, ba cứ yên tâm đi. Con gái của ba mà. Ngoan quá à. À, đi thì vô ăn cơm nha. Đâu bà ở con gái? Dạ, con đang ôm bài em tăng lại nè. Đây con nhìn đi, quà của mẹ con đó, mẹ con nhờ người đi từ nước ngoài ra cầm về cho con đó. Thích quá à. Nhưng mà sao ba để mẹ mua cho con chi vậy? Tốn tiền của mẹ á. Đâu có tốn tiền đâu, cái này là cái máy tính bảng mà mẹ con đang xài rồi nhường lại cho con thôi. Mẹ nói là để khi nào mà con nhớ mẹ đó, muốn nói chuyện với mẹ thì con có thể online, hoặc là nếu mà mẹ con bận quá thì con để lại tin nhắn, rồi khi nào mẹ rảnh á mẹ trả lời cho con. Thích quá à. Dạ con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ nữa. Thích lắm phải không? Dạ vậy á, là từ nay ngày nào con cũng được nói chuyện với mẹ rồi, chứ hồi chú hả cả tháng mới điện thoại được con một lần, con nhớ mẹ con chịu không được. Đúng rồi đó, chứ ba là đàn ông mà con á thì cũng con gái lớn rồi, có những chuyện ba con hỏi ba làm sao mà ba biết ba trả lời. Có gì hỏi mẹ con nha. Dạ Ừ đó, cái này xài sao ba? để coi. Thiên à, anh cảm ơn em thời gian qua nha. Ủa, cảm ơn em vì điều gì? Vậy tất cả. Anh nè, em nghĩ á, mình cứ vậy hoài không phải là cách. Ý em là sao? Em thấy bây giờ á, giới trẻ sử dụng mạng xã hội rất là nhiều. Con bé thì lại rất là muốn nhìn thấy em. Em cứ sợ mình cứ nói chuyện điện thoại như vậy hoài, con bé nó sẽ nghi. Thật tình là anh có nghĩ tới điều đó chứ. Cho nên anh định nhờ em giúp nè. À, em hiểu rồi. Vậy mà mày đặt rào trước đón sau, cám ơn này kia. Tính anh trước giờ đâu có màu mè như vậy, sao nói thẳng với em. Vậy là em quyết định giúp anh tiếp Đương nhiên là em giúp anh rồi. chứ. Cảm ơn em nhiều lắm. Em uống nước đi. Dạ.
Con cảm ơn mẹ. Gì ơi? Thấy chưa? Con thấy ba mẹ ăn gì vậy cho con nè? Wow, quà to quá trời luôn. Quà của mẹ còn đỡ hơn đó. Ba ơi, trong này có gì vậy ba? Vậy ba đố con đó. Mày có cái gì? Con không biết nữa, ba bật mấy cái con xíu xíu thôi. Đất ơi, ba đố con tự nhiên con đúng là ba được ba bật mí sao được. con lừa ba thôi, chứ mẹ bật mí cho con biết cái gì trong này rồi. Thì ra mẹ với con còn khoe với nhau đúng không? Con tiết lộ cho ba biết đi. Thôi con không bật mí với ba đâu, lỡ mà ba thấy thích quá rồi ba lấy luôn của con rồi sao? Trời đất ơi, thì thôi mau mau mở ra đi, ba cũng sốt ruột lắm rồi đó. Dạ, để mình mở nha. Để ba thủ con nha. Dạ. Ủa cô định vô nhà này hả? Ông chủ biết ông là chết luôn hả cô? Thôi mình đi nha cô. Wow, trời ơi. Trời ơi, đẹp quá. Phúc tình dân phương quá. Thích búp bê. Ta nói con nít không chịu. Tại vì búp bê này là mẹ tặng cho con, cho nên là cũng thấy đẹp, nên là con thích thôi. Ba đừng làm cho con nữa. Thôi con giận rồi, con lên nói chuyện với mẹ đây. Này Nhi, cho ba gửi lời thăm mẹ con nha. Sao mà sơ xuất dữ vậy Hiền? Quà từ nước ngoài gửi về mà bao bì Việt Nam, may mà con nhỏ không thấy. Hiền hả? Chờ anh chút nha. Mặt còng quá. Anh đã nói rồi, tối nó sinh nhật Nhi á, mình ra nhà hàng đi. Chứ nấu ăn bày biện vậy chi ở nhà. Cực công em lắm. Thôi, em đâu có gì đâu cực. Em muốn tự tay chuẩn bị cho con. Chuẩn bị cho bé Nhi những cái món mà bé Nhi thích để mừng sinh nhật lần thứ 14 của bé. Vậy không ấy anh phụ em ha. Thôi, trời anh để nó đi, anh phụ nó đứt tay đó. Đứt tay gì, chuyện này nhỏ xíu à. Trời ơi anh coi nè, cái tay của anh á chỉ để cầm viết thôi, có giờ cầm dao đâu. Trời đất ơi, em nhìn kỹ nè, ta anh gân không à. Cũng biết làm công chuyện lắm chứ bộ. Em nè, anh ước ao á là được nắm bàn tay này đi hết suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời. Ba. Con. Dạ, con chào cô. Ủa, con nấu cơm hả? Hôm nay cô nấu nhiều món mà Nhi thích lắm á. Ba ơi, sao hôm bữa ba nói với con là hôm nay sinh nhật con nè, tối mình ra nhà hàng ăn mà ba. Ba đổi ý rồi con. Thay vì mình đi ra ăn nhà hàng thì không có vui bằng mình tự tay nấu những món ăn mà đặc biệt là những món ăn này con rất là thích. Cô Hiền sẽ nấu cho con ăn. Nhưng mà là như vậy phiền cô Hiền. Với lại con thích ăn ở nhà hàng, con không thích ăn ở nhà đâu. Thì có không có phiền gì đâu. Nhi có đói bụng không? Cô nấu lẹ lắm, chừng chút xíu là xong liền à. Dạ thôi khỏi đi cô, con không có thích. Gì? Nói gì vậy? Kì anh, hôm nay sinh nhật bé Nhi mà, bé Nhi muốn gì cứ chiều con đi. Đồ ăn này thì em sẽ cất hết cho tủ lạnh, rồi bữa khác ăn cũng được. Tối nay thôi thì cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng theo ý bé Nhi muốn nha. Thôi thì anh, vậy cũng được. Alo, tôi nghe. Là sao anh? Anh cần gấp ba hợp đồng à? Không được, tại vì hôm nay là sinh nhật con gái tôi. Thật gấp lắm rồi. Vậy thôi được rồi. Tôi sẽ tranh thủ chạy ra quán cà phê mà tôi với anh gặp á. Ở gần nhà tôi, anh nhớ không? Anh chạy ra đó nha. Rồi rồi rồi, tôi chạy ra liền. Cảm ơn. Cứ chuyện gì vậy anh? Người ta cần gấp ba hợp đồng. Thì thôi anh cứ đi lo công việc đi. Bây giờ thì em cũng về. Rồi tối nay cả ba người mình gặp nhau ở nhà hàng nha. Skip anh. Cô về nha Nhi. Dạ con chào cô. Con gái. Dạ. Bây giờ ba có chuyện gấp, ba đi liền. Con phụ ba dọn dẹp mấy thứ này vô tủ lạnh giùm ba nha. Ba đi nghe. Dạ.
Bước qua bên đây. Cô đâu mới về? Em... Lại qua bên đó nữa đúng không? Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi. Tại hôm nay là sinh nhật con bé, cho nên em qua chỉ muốn mang quà cho nó thôi. Con bé. Alo. Ủa, sao lại là cô? À, tôi tới rồi nghe. Chừng nào ông tới? 15 phút nữa hả? À, được rồi, tôi đợi. Tôi ngồi kế bên hồ nước nha. Ok. Alo, anh nghe đây Hiền. Anh ơi, chết rồi anh ơi. Có chuyện gì vậy em? Em xin lỗi em. Có chuyện gì mà em xin lỗi? Thôi được rồi, bình tĩnh, nói từ từ anh nghe. Mẹ con bé Nhi nó gọi cho em. Em lỡ nhấc máy. Thì có sao đâu, em cứ nói chuyện như bình thường. Nhưng mà cũng phải giống như bình thường. Nhi nó gọi video call nên Nhi nó nhìn thấy mặt em rồi. Bây giờ phải làm sao anh? Trời đất, thôi được rồi, để anh tính, anh sẽ gọi lại em sau. Dạ. Mẹ con đâu? Sao lại là cô Hiền? Không lẽ trước giờ là cô Hiền với ba lừa mình hả? Không phải. Còn đâu? Mình không tin. Alo, có chuyện gì vậy? Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em. Nhưng mà em à, con Nhi nó biết tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ tính sao? Sao anh lại hỏi tôi? Trời đất ơi, em trả lời cái gì vậy? Em là mẹ của nó mà. Em vô trách nhiệm bao nhiêu năm rồi? Bây giờ chưa đủ hay sao? Bao nhiêu năm nay hai cha con anh chưa đủ để quên tôi hay sao? Thôi được rồi, bây giờ coi như tôi xin em, tôi năn nỉ em đó. Em hãy gặp con, dù chỉ một lần, tôi xin em đó. Không được, tôi không thể. Bây giờ em muốn cái gì đây? Nó là con của em mà. Đứa con rứt ruột của em sinh ra đó. Thôi được rồi, không làm phiền em nữa.
Alo. Alo. Cô đi đâu vậy? Em đi qua coi bé Nhi như thế nào. Để làm gì? Cô đã hứa với tôi bao nhiêu lần rồi. Hiện tại bé Nhi đang sốc. Vậy chính em là người gây ra chuyện đó. Bây giờ em mới qua đây giải quyết. Vậy hả? Đi đi. Đi đi. Chỉ cần cô bước ra khỏi cái nhà này thì đừng có hòng mà quay trở lại nữa. Anh đừng có ép tôi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Từ ngày cô bỏ chồng theo tôi, cô có thể như thế nào? Cô nghĩ tôi không mệt mỏi khi ở bên một người vợ lúc nào cũng thương chồng con đủ hả? Anh không có. Vậy thì rối lòng. Anh đừng quá đáng như vậy. Anh có biết tôi sống với anh bao nhiêu năm nay, tôi chịu được biết bao nhiêu năm nay. Anh không cho tôi đọc cơ nhiều một giây một phút. Anh có biết là tôi nấu đớn, tôi khổ sở như thế nào không? Biết là tôi nhớ nó, tôi phải kìm lòng. Tôi phải nhìn nó từ xa. Tôi muốn gặp nó, tôi không dám gặp. Vì anh cũng bỏ ra nó kia nữa. Anh bỏ ra nó. Cô trả cho bà đi. Như nào? Trả cho bà đi. Con bình tĩnh lại đi, nghe bà giải thích đã. Chuyện không phải như con nghĩ đâu. Con gái à, nghe bà giải thích đã. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi. Còn gì nó giải thích nữa mà. Rõ ràng bà muốn nói với cô thì đúng không? Kìa, cô nói cái gì vậy? Chị à, nghe lời bác. Con có đang làm gì nữa? Con muốn xin lỗi con. Con xin lỗi con chuyện gì? Mọi chuyện nó rõ ràng vậy hết rồi mà. Nhi à, con nghe cô giải thích có được như vậy? Không có giải thích gì nữa hết. Ba nghe lời cô ta, ba muốn đi theo cô ta, cho nên là ba không muốn mẹ quay về với con đúng không ba? Nhi, con đi đây, con không muốn thấy con nữa. Con nói nghe gì vậy? Không phải như con nghĩ đâu. Bây giờ ba cùng con không có ba nữa. Con đi đâu? Con đi cho con mặc quà, con đi đi. Nhi, được rồi, cô đi được chưa? Em về nha. Cô đi đi, đừng có dụ ở lại đây nữa. Tại sao con làm vậy chứ? Ba đã nói với con rồi, cô Hiền là người con của cha con mình, con hiểu không? Bây giờ ba còn quên cổ nữa. Ba hết thương con rồi, ba không hết thương mẹ con con. Ba muốn tới với cổ. Ba nó hứa với con, ba nói là 18 tuổi, ba sẽ đưa con qua nước ngoài với mẹ. Mẹ Xuân, con nghĩ xấu gì ba như cô Hiền vậy? Con hư quá. Ba nói hoài mà con không nghe vậy. Lỡ thì ba nói con là tại vì cổ. Là cổ đúng không ba? Ba không cổ, ba không bảo con con nữa. Con ghét mẹ, con ghét mẹ, con ghét mẹ. Như vậy, chị à, má xin lỗi con, má xin lỗi con. Má xin lỗi con. Thôi bình an. Trong một ngày, buộc ba phải nói sự thật cho con biết. Má xin lỗi con ạ. Em, mới về hả? À, Dương cần luôn em. Lại những món ăn này nữa hả? Em cố gắng ăn giùm anh đi. Mai này anh cố gắng kiếm tiền. Anh có tiền rồi thì... Thôi. Cái câu này em nghe quen lắm. Anh gia tới nhà luôn biết bao nhiêu lần. Từ cái lúc anh cưới về á, anh nói biết bao nhiêu lần cái câu này hả? Thôi mẹ, anh cũng đang cố gắng rất nhiều. Cố gắng. Em đợi hơn một năm rồi. Bây giờ anh bắt em đợi tới khi nào nữa?
Tôi á chịu đựng nổi, nhưng mà con bé Nhi á, anh tính sao đây? Anh cho tôi ăn như vậy á, làm sao tôi có sữa cho con nó bú? Mua sữa ngoài á thì không có tiền, tối ngày cho nó uống nước cơm, nó mà không bệnh lên bệnh xuống cũng buồn à. Nghe, em đừng có nói vậy mà. Tôi không muốn nói mà tại anh ép tôi nói đó. Bây giờ anh ở nhà anh lo cho con, tôi đi ra ngoài kiếm tiền, tới tháng tôi gửi về. Đâu đâu con dạy được. Sao không được? Không có gì là không được hết trơn á. Cứ ra ngoài tôi kiếm tiền, tới tháng tôi gửi tiền về cho anh lo cho con, được chưa? Còn cái chuyện tình cảm, hai vợ chồng từ đây chấm dứt, không nói nữa. Nghe, nghe. Nhà ơi, có khách. Mời anh với cháu. Cảm ơn nhà. Mọi người nói chuyện thoải mái đi. Con. Mày ơi, của con đó. Con đến với mẹ đi. Con hiền là mẹ với con, cô ấy mới xứng đáng là mẹ của con. Còn mẹ, mẹ là một người mẹ xấu xa. Không, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Mẹ dạy với ba con đi, nhớ mẹ. Mẹ nói mẹ, con dạy với ba đi ba. Mình ơi,